Đỗ Hữu Ca một đời ngang ngược phải gục ngã trước Đinh Văn Nơi. Nói đến tướng công an Đỗ Hữu Ca, người ta lại nhớ tới người nông dân bị cướp đất Đoàn Văn Vươn. Vụ Đoàn Văn Vươn cho thấy sự táo tợn của chính quyền của Đảng. Họ ngang nhiên cướp đất của dân, đến mức người nông dân Đoàn Văn Vươn phải cầm súng đứng dậy chống lại một rừng của đội công an để mà bảo vệ tài sản của gia đình mình. Tất nhiên ông Vươn đã thất thủ trước một rừng quân cướp đất. Trong lúc bao vây nhà ông Vươn, Đỗ Hữu Ca, kẻ chỉ huy cuộc tấn công, nói với báo chí rằng đây là trận đánh đẹp, có thể viết thành sách. Việc này khiến người dân nguyền rủa ông Đỗ Hữu Ca. Tuy nhiên, với Đảng thì đây là một sự kiện bước ngoặt đánh dấu việc Đảng sử dụng vũ lực để mà cướp đất của dân mạnh mẽ hơn. Từ sau vụ Đoàn Văn Vươn, chính quyền của Đảng Cộng sản ngày càng ngang ngược hơn, manh động hơn và tàn ác hơn với dân. Đặc biệt thể hiện rõ sự tàn ác trong vụ Đồng Tâm, khi họ đã bắn chết và mổ bụng một cụ già cao tuổi với rất nhiều năm tuổi đảng của họ. Cựu giám đốc công an Hải Phòng, ông Đỗ Hữu Ca. Sau khi về hưu, ông Ca nhận 35 tỷ đồng để chạy án nhưng đã bị tướng Đinh Văn Nơi, giám đốc công an Quảng Ninh, tóm gọn. Khi đương chức, Đỗ Hữu Ca là một tướng công an tàn bạo, bất chấp luật pháp, coi trời bằng vung, nhưng đến khi hết quyền lực cũng phải đưa tay chịu trói trước một hậu bối. Thật cay đắng cho một đời làm tướng hét ra lửa. Kể ra, tướng Ca cũng rất giỏi làm ăn kinh tế. Hầu hết tướng tá sau khi về hưu thì những người nhờ cậy cũng lánh xa, bởi hết quyền lực thì khả năng giải quyết công việc cũng chẳng còn. Tuy nhiên, nhờ có mối quan hệ quen biết khủng từ thời đương chức, nên dù là tướng hết thời thì vẫn có người mang 35 tỷ đồng đến để nhờ ông Ca chạy án. Đây là mối làm ăn béo bở, đến tướng công an đương chức cũng phải thèm thuồng. Việc tướng công an này bắt tướng công an kia bề nổi chỉ là chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy, nhưng động cơ thật sự phía sau là muốn triệt hạ đối thủ, kẻ cạnh tranh, thâu tóm mối làm ăn. Khi còn đương chức, cựu điều tra viên về tội tham nhũng của Bùi Trung Kiên nhận hối lộ 3,7 triệu đô la để chạy án. Thiếu tướng, cựu phó giám đốc công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn nhận 2,6 triệu đô la. Trong khi đó, Đỗ Hữu Ca dù đã về hưu nhưng vẫn câu được mối 35 tỷ đồng. Vào ngày 20 tháng 2, hàng loạt tờ báo đăng tin Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành cáo trạng truy tố cựu thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cùng vợ chồng Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh và 10 bị cáo khác. Xem như vụ án Đỗ Hữu Ca đã kết thúc, rồi ông Ca cũng sẽ ra tòa nhận án. Tuy nhiên, mức án mà ông nhận sẽ tùy thuộc kết quả mua bán sau hậu trường. Có lẽ ông Ca hiểu hơn ai hết từ chạy án, nó có thể mang lại điều gì cho ông. Ắt hẳn ông Ca không thiếu tiền, chỉ là ông muốn chia lại cho đồng chí của ông hưởng hay không mà thôi. Đinh Văn Nơi, người đã kéo Đỗ Hữu Ca vào khám. Dù cho kết quả xét xử như thế nào thì ông Ca cũng đã thực sự hết thời. Trước khi bị bắt, Đỗ Hữu Ca đã hết thời về quyền lực nhưng vẫn còn các mối quan hệ về tiền bạc. Sau phiên tòa có lẽ tiền bạc của ông Ca sẽ hết, sẽ chẳng còn ai tin vào khả năng chạy án của một ông tướng công an ngồi tù vì án. Những khách hàng tiềm năng sẽ tìm đến người có thực quyền hơn và thị trường chạy án tiếp tục sôi động. Trừng trị một Đỗ Hữu Ca chẳng thể nào triệt được cả một thị trường ngầm chạy án béo bở này. Về phần ông Đinh Văn Nơi thì rõ ràng ông này được nhiều sau khi tóm Đỗ Hữu Ca. Việc ông Nơi bắt ông Ca được người dân tán thưởng khiến quan chức khiếp sợ, vì thấy rõ ông tướng này chẳng biết nể gì ai. Và cái được lớn nhất rất có thể là mối làm ăn, bởi trong chế độ này chẳng có ai là trong sạch, chẳng qua ai ăn vụng khéo chùi mép hơn mà thôi. Bản chất của chế độ này là như thế, khi ông Đỗ Hữu Ca khoe trận đánh đẹp và được báo chí tâng bốc, vì đơn giản ông Ca đang giúp Đảng trị dân, mặc dù việc ông này làm là sai. Tuy nhiên, khi về vườn, ông Ca đã bị Đảng phơi tội lỗi ra ánh sáng. Quan nào cũng thế, tướng công an nào cũng vậy, với dân họ tạo ra mặt nạ, còn mặt thật của họ thì hoàn toàn khác, chỉ là có ông đã bị lộ, có ông thì chưa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin
Đỗ Hữu Ca một đời ngang ngược phải ngã gục trước Đinh Văn Nơi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Chánh án mặt thớt, tay gieo rắc oan khiên cho dân, tay lại nâng con trên đầu dân. Vào ngày 19 tháng 2, Ban Bí thư Trung ương Đảng giao cho Ban chấp hành Trung ương Đảng Bộ tỉnh Gia Lai công bố quyết định thuyên chuyển ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tham gia Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh Gia Lai, Ban thường vụ tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Bí thư đã chỉ định thì Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ việc chấp hành, tổ chức họp và phân bổ chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh cho ông Nguyễn Tuấn Anh. Việc phân bổ người giữ nhiệm kỳ như thế này nhằm mục đích cơ cấu cho Nguyễn Tuấn Anh. Nếu không có gì thay đổi, có thể đến năm 2026, Nguyễn Tuấn Anh sẽ lên Chủ tịch tỉnh. Đây là bước đệm để cậu ấm này vào Trung ương Đảng. Ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, cũng là con người rất tài tiếng với nhiều vụ án oan. Được biết, ông Nguyễn Tuấn Anh, 41 tuổi, quê tại Quảng Ngãi, trình độ tiến sĩ chuyên ngành tài chính ngân hàng. Như bao quan chức khác, ông cũng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị. Hầu hết những cán bộ trẻ được điều đi tỉnh đều là con cái của các quan chức, hoặc là con chính thức, hoặc là con rời. Nếu không biết rõ nguồn gốc, chỉ cần nhìn kỹ khuôn mặt thì thấy Nguyễn Tuấn Anh có khuôn mặt khá giống với ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Ông Nguyễn Hòa Bình là thành viên Ban Bí thư và cũng chính Ban Bí thư đã bố trí cho con trai ông Nguyễn Hòa Bình làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Nếu nhắc đến Tô Lâm, người ta nhớ ngay đến hình ảnh há miệng đớp miếng thịt bò rác vàng ngay tại London. Thì nhắc đến Nguyễn Hòa Bình, người dân lại nhớ đến tấm thớt được mua ngoài chợ về để mà ghép tội chết cho Hồ Duy Hải. Ngoài tấm thớt còn nhiều vật chứng khác cũng được mua ngoài chợ, nhưng ông chánh án này vẫn tuyên án tử hình cho bị cáo. Ngồi ở ghế cầm cán cân công lý, nhưng ông ta không hề áy náy khi đạp lên luật pháp, đạp lên đạo đức để gây tội ác với người dân vô tội. Con cái chịu ảnh hưởng rất lớn từ giáo dục của gia đình. Nguyễn Hòa Bình là người chủ của gia đình, ông ta làm chính trị thất đức và xem thường luật pháp nhưng vẫn vào được bộ chính trị. Chẳng lẽ tấm gương này không ảnh hưởng gì đến cậu ấm Nguyễn Tuấn Anh hay sao? Ở tuổi 41, Nguyễn Tuấn Anh ắt nhìn thấy mà rút ra bài học cho mình về cách làm chính trị trong chế độ này. Ở chế độ này, làm chính trị không cần lấy lòng dân, mà cần lấy lòng những kẻ mạnh trong đảng. Như vậy, dù mất lòng dân nhưng được lòng lãnh đạo đảng thì vẫn được cơ cấu. Đó là bài học nhãn tiền mà Nguyễn Tuấn Anh có thể thấy lấy đó làm gương. Nếu Nguyễn Tuấn Anh cũng làm chính trị theo cách của bố, thì ông này sẽ trở nên nguy hiểm cho xã hội. Nguyễn Tuấn Anh, con trai ông Nguyễn Hòa Bình, đứng giữa nhận chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Bao nhiêu năm qua, Đảng luôn hô hào bài trừ chủ nghĩa bè phái, tuy nhiên càng hô hào thì bè phái càng bùng phát. Kết quả, chủ nghĩa bè phái sinh ra các nhóm lợi ích. Các nhóm lợi ích chính trị đấu đá nhau lại giành quyền lực và kết hợp với doanh nghiệp sân sau, tạo ra những bè phái lớn để mà hưởng lợi chính sách. Tính tham lam trong Đảng ngày càng lớn. Chính vì vậy, đống đá trong đảng cũng ngày càng khốc liệt hơn. Mục đích chỉ là giành ăn và giành quyền. Chính vì thế, các cậu ấm được cha mẹ nâng đỡ lên làm lãnh đạo như Nguyễn Thành Nghị, Nguyễn Minh Chiết, con ông Nguyễn Tân Dũng, Nguyễn Xuân Hiếu, con ông Nguyễn Xuân Phúc, Tô Long, con ông Tô Lâm, Nguyễn Tuấn Anh, con ông Nguyễn Hòa Bình, v.v. Cần phải học những thủ đoạn và sự gian ác từ bố mẹ, thì mới đủ khả năng tranh giành miếng bánh quyền lực. Nguyễn Tuấn Anh được ông Nguyễn Hòa Bình nâng lên và đặt ở vị trí nắm đầu dân. Đây là thuận lợi cho Tuấn Anh, tuy nhiên, nếu để tiến cao hơn, Nguyễn Tuấn Anh phải gian, phải ác, không kém ông bố, mới hy vọng tồn tại. Còn hiền như Nguyễn Xuân Hiếu thì rất khó trụ lại trong chốn quan trường, đầy rẫy phe phái tranh giành, đấu đá nhau, khốc liệt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin chánh án mặt thớt, tay gieo rắc oan khiên cho dân, tay nâng con
đặt trên đầu dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.